EduBoston giúp em ở mọi khía cạnh, là EduBoston hay có người đến để hỏi em về việc học như thế nào và quan sát cái việc học của em. Khi em đến đây thì em ở chung với lại là người bản xứ, cho nên là ngay cả mùa hè thì em cũng ở chung với họ. Thì khi mà ở chung với họ thì em được nấu ăn chung, rồi làm mọi thứ chung, được đi ra ngoài cắm trại chung với lại gia đình của họ, và đi coi giống như đi coi đá banh, mà đi coi chơi bóng rổ, cho nên em hiểu hơn về văn hóa Mỹ. Sư cô giúp em, cô hay tới trường để giúp em và hỏi em về trường học, về cách học, hoặc là về những cái khó khăn mà em gặp phải, hoặc là những điều mà em cần giúp đỡ. Tại vì trường ở đây khá tốt và chọn cho Tâm được một cái gia đình người bản xứ cũng khá tốt, và Tâm coi họ như là người trong gia đình, cho nên là khi sống ở đây và học tập ở đây thì Tâm cảm thấy rất là thoải mái và không có gặp quá nhiều khó khăn trong cái việc mình phải hòa nhập.